Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 38 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Huyết Hải Phong Ấn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước á, Vương Lâm nhờ vào cái may mắn mà đoạt được cái truyền thừa từ cái sư phụ của Lục Dục Ma Quân, dùng cái cách gì đó mà hóa Lục Dục Ma Quân thành một cái viên tinh thể màu lam. Thì cái viên tinh thể màu lam này á, đã lôi kéo Vương Lâm vào trong để nhận cái truyền thừa của cổ thần Đồ Ti. Thì từ cái truyền thừa này Vương Lâm mới có thể di chuyển, có thể nói là mọi nơi ở trong cái cơ thể của cổ thần Đồ Ti này như là địa bàn của hắn vậy, hắn thông thuộc mọi nơi. Thì đoạn cuối tập hôm qua lúc nãy á, Vương Lâm mới tiến vào trong cái không gian của Nghịch Thiên Châu. Khi ở không gian cái Nghịch Thiên Châu này, Vương Lâm liếc mắt nhìn Tư Đồ Nam và cha mẹ một cái. Sau đó từ vị trí bên cạnh có một gốc được chiếu sáng, hắn khoanh chân ngồi xuống đó. Từ khi hắn tiến vào kết đăng kỳ, lúc đi vào không gian thiên nghịch này đã không như trước đây, không thể mang theo vào vật chất có chứa dao động linh lực. Hiện tượng này đã rõ ràng có biến đổi rồi. Vương Lâm thầm suy nghĩ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi tìm nam tử tóc đỏ mở ra thần thức tử hải. Hiện tại hắn nếu đã thu được cổ thần quyết rồi, hơn nữa trong tay không hề ít linh vực giúp gia tăng tu vi. Vương Lâm tính toán, cứ như vậy mà bế quan, đột phá nguyên anh kỳ. Hắn thở sâu, nhắm hai mắt lại, thần thức ngưng tụ ở thức hải, kế thừa ký ức cổ thần hóa thành ba chữ to. Dần dần từng câu từng chữ khổ huyết lập tức phức tạp khó hiểu hiện lên trong đầu của hắn. Tầng thứ nhất công pháp của cổ thần quyết này chia làm 3 giai đoạn, phân biệt là đoạt linh, thôn linh cùng với hóa linh. Mỗi một cổ thần từ trong khoảnh khắc được sinh ra, trong cơ thể sẽ tự động vận chuyển khổ huyết tầng thứ nhất. Nhưng để người đó trưởng thành tới tuổi thiếu niên, tầng thứ nhất phải tu luyện đến cảnh giới hóa linh. Lúc này nếu đột phá tiến vào tầng thứ hai, như vậy là có thể hấp thu nguồn sinh lực ở tinh cầu. Nếu như không đạt tới thì Nguyên Anh sẽ tiếp tục ngủ say. Một khi vượt qua thời hạn nhất định nào đó, chất lỏng màu vàng bao bọc thân thể nó sẽ tiêu tan, mất đi vòng bảo hộ phòng ngừa người khác rình rập. Nếu vậy, chờ đợi kẻ đó chỉ có một kết cục, đó chính là bị người khác phát hiện, sau đó thôn phệ mà chết. Sau khi nghiên cứu khổ quyết tầng thứ nhất hồi lâu, Vương Lâm thở dài một hơi, mở hai mắt lộ ra vẻ trầm tư. Thông qua nghiên cứu công pháp này, Vương Lâm đã biết một trong những nguyên nhân khiến thân thể cổ thần khổng lồ như vậy. Cổ thần chú trọng luyện thể, rất hiếm khi sử dụng pháp bảo. Có thể nói là thân thể của kẻ đó chính là pháp bảo tốt nhất rồi. Thậm chí mức độ cứng rắn này so với một số pháp bảo trong truyền thuyết cũng không thua kém chút nào. Trọng điểm của cổ thần quyết chính là dùng toàn bộ linh lực thu được để làm vững chắc thân thể. Một khi đạt tới mức cực hạn chịu đựng của thân thể, tất nhiên cần phải mở rộng thân thể. Nếu không tu vi sẽ ngưng trệ không tiến, thân thể càng lớn, linh lực cần bổ sung cũng càng nhiều. Sau khi đạt tới trình độ nhất định nào đó, cổ thần phải trải qua một lần trọng tổ thân thể. Đây là một quá trình biến đổi về chất. Cả đời, một cổ thần số lượng trọng tổ càng nhiều, tu vi cũng theo đó mà càng mạnh. Thân thể cũng càng thêm dũng mãnh. Đồng thời mỗi một lần trọng tổ đều sẽ mang đến sự đề cao thần thức. Ở trong cổ thần không có phân chia tu vi như tu chân giới. Tu vi của cổ thần chủ yếu chính là hai bộ phận thần thức và thân thể này. Thân thể là vũ khí, thân thức là khống chế cánh tay vũ khí này. Cứ như vậy tổ hợp thành bộ tộc cổ thần gần như vô địch. Ở thời kỳ viễn cổ, cổ thần có thể nói là một thời huy hoàng, nhưng cuối cùng cũng vẫn theo quy luật đắm chìm trong dòng sông lịch sử. Cho đến ngày nay đã biến mất không còn gì. Có chăng chỉ lưu lại một trong vài sách xưa viết về thời kỳ viễn cổ. Cổ thần quyết này Vương Lâm xem ra, nếu là hấp thu được linh khí, theo chiều hướng này để đề cao tu vi, như vậy tốc độ tự nhiên cũng sẽ cực nhanh. Trầm ngâm một chút, hắn xuất ra túi trữ vật, tra xét một hồi sau đó lấy ra một vật phẩm. Đây là một quả tu đan, là trước đây khi hắn rơi vào trong lệnh tru sát 100 ngày của vạn ma, hắn thu được toàn bộ tu vi của một gã tu sĩ kết đan trung kỳ, luyện hóa thành cái quả đan này. Vương Lâm không nói hai lời, ném quả tu đan này vào trong miệng. Tu đan vừa vào miệng, lập tức hóa thành một cổ linh lực vô biên, điên cuồng bạo phát trong cơ thể của hắn. Vương Lâm lập tức dựa theo đoạn linh thuật tầng thứ nhất trong cổ thần quyết, hai tay bấm quyết, ngồi xuống hít thở. Linh lực của tu đan bùng nổ, lập tức bị đoạn linh thuật hấp thu toàn bộ. Cuối cùng trong khoảnh khắc dung nhập tiến vào trọng tổ thân thể, bị Vương Lâm cưỡng ép ngừng lại, chuyển hướng toàn bộ bổ sung vào trong kim đan bên trong cơ thể của hắn. Từng trận linh lực xoay tròn trong kim đan hóa thành từng cơn lốc nhỏ, nhanh chóng chạy khắp kinh mạch trong cơ thể của hắn. Thời gian chỉ 2 nén hương, linh lực ẩn chứa bên trong liền toàn bộ biến mất. Nếu không có đoạn linh thuật, muốn tiêu hóa một quả tu đan như vậy, ít nhất Vương Lâm phải cần đến mấy tháng, thậm chí mấy năm thổ nạp mới có thể làm được. Hơn nữa nhiều lắm, hắn cũng chỉ hấp thu được 7-8 phần mà thôi, phần còn thừa thì vô hình trung sẽ bị tiêu hao đi. Mặc dù đang ở trong không gian thiên nghịch, thời gian được thu ngắn lại rồi, nhưng cũng phải tốn hao thời gian. Nhưng hiện tại tương đương với trong thực tế cũng chỉ là trong nháy mắt. Toàn bộ tu đan liền bị hắn hấp thu toàn bộ, không bỏ sót lại một chút nào. Kim đan xoay tròn có quy luật, kéo theo từng trận linh lực ở trong cơ thể lưu chuyển. Vương Lâm mở choàng hai mắt, trong mắt lóe sáng. Một quả tu đan khiến tu vi của hắn đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa liền có thể tiến vào hậu kỳ. Kim đan xoay tròn có quy luật, kèm theo từng trận linh lực ở trong cơ thể lưu chuyển. Vương Lâm mở choàng hai mắt, trong mắt lóe sáng. Một quả tu đan khiến tu vi của hắn đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa liền có thể tiến vào hậu kỳ rồi. Vương Lâm thò tay phải vào túi trữ vật, lấy ra một lô đan dược lúc trước Lý Mậu Uyển luyện chế, lấy từng viên ngậm vào trong miệng. Thời gian trôi qua rất nhanh, những viên đan dược này lần lượt cho vào trong miệng. Chỉ cần nuốt vào một viên thì sẽ tiêu tan trong khoảnh khắc, bị đoạt linh thuật chuyển hóa, cuối cùng trong nháy mắt làm vững chắc thân thể, lại bị Vương Lâm chặn lại để cho kim đan hấp thu. Cứ như vậy, tu vi của hắn cấp tốc tăng trưởng, rất nhanh liền đột phá kết đan trung kỳ, nhảy vọt tiến nhập kết đan hậu kỳ. Kế tiếp, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn quả quyết xuất ra một vật quý giá nhất trong túi trữ vật. Đó là dịch tủy lấy từ trên người của Giao Long Vạn Trượng lúc ở trong thông đạo. Giao Long Vạn Trượng này dịch tủy chỉ có một bình bạch ngọc, bởi vậy có thể thấy được mức độ quý báu của nó. Đây là dược vật quý báu nhất của Vương Lâm hiện giờ. Hắn thoáng hơi do dự, ngay sau đó mở ra cái nắp bình bạch ngọc. Hắn uống một ngụm, tức thì trong khắp cơ thể của hắn có cảm giác như lửa đốt. Đoạt linh thuật bỗng nhiên khẽ động, nhanh chóng lưu chuyển. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng, kim đan của hắn càng lúc càng lớn, màu sắc càng thêm chói mắt, tốc độ xoay chuyển càng ngày càng nhanh hơn. Đợi khi một ngụm dịch tủy này được hấp thu xong, Vương Lâm lại uống tiếp một ngụm. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, mãi cho đến 3 tháng sau, Vương Lâm ở trong không gian thiên nghịch gần như không có lúc nào là không nhắm mắt nhập định. Trong cơ thể đoạt linh thuật cổ thần quyết luôn luôn đều ở trạng thái vận chuyển. Ở 1 tháng trước, Vương Lâm ăn vào lập anh đan có thể gia tăng tỷ lệ kết anh, nhưng đáng tiếc đan dược này chỉ làm cho màu sắc kim đan ửng hồng, nhưng không mảy may có dấu hiệu phá nát kim đan chuyển thành nguyên anh. Trầm ngâm một lúc sau, Vương Lâm thở dài. Hắn không biết người khác khi kết anh có giống như hắn hay không, nhưng nhìn lại bản thân của mình, việc kết anh này so với tưởng tượng của hắn trước kia phải khó khăn hơn rất nhiều. Lúc này trong túi trữ vật của hắn, đan dược còn rất ít, linh dịch cũng không còn dư được mấy. Vương Lâm trầm mặc một lát, sau đó hắn đứng dậy, đi vào chỗ Tư Đồ Nam và cha mẹ. Sau khi dập đầu thật mạnh mấy cái, bái lạy cha mẹ, hắn ngẩng người trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy điểm một cái vào mi tâm, lập tức rời khỏi không gian thiên nghịch. Ở ngoài thức hải, thân mình Vương Lâm từ hư ảo dần dần ngưng thực. Hắn nhìn chằm chằm thức hải phía dưới, thầm than một tiếng. Nguyên bản dựa theo tính toán của hắn, nếu có thể may mắn đạt tới Nguyên Anh Kỳ, như vậy có lẽ còn có cơ hội tiến vào thử một lần nữa. Nói không chừng bằng vào kế thừa ký ức, có thể trong khoảnh khắc tiến vào liền rời khỏi cơ thể cổ thần này. Nhưng hiện tại hắn không có cách nào nắm chắc. Sau một lúc trầm ngâm, Vương Lâm ngẩng đầu kiên quyết, trong mắt hắn lóe ra hàn quang. Hiện tại ở trước mặt của hắn chỉ có một con đường. Nếu không muốn vĩnh viễn bị nhốt trong này, cả ngày luôn tránh né tu sĩ ma hóa truy kích, như vậy cũng chỉ có một phương pháp cuối cùng. Hắn vung tay phải chụp lên hư không một trảo, xé mở một khe hở sau đó chui vào. Lúc hiện ra đã rời khỏi huyệt tổ khiếu, hiện thân ở một chỗ nào đó trong huyệt khí hải. Hắn hiện ra, sau đó hơi thoáng chút do dự. Hai tay bấm quyết, ở bốn phía liên tục đánh ra vài đạo linh quang. Khe hở ẩn hiện ở phía sau, hắn quyết đoán mở ra thần thức. Kể từ đó, những ma tu ở bốn phía đang tận lực tìm kiếm hắn, lập tức phát hiện tung tích của hắn. Trong nháy mắt từ khắp nơi liền phá không mà đến. Rất nhanh một đám tu sĩ ma hóa xuất hiện ở bốn phía của Vương Lâm. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, khóe miệng cười nanh ác. Trong đó có một người rõ ràng chính là Mạnh Đà Tử. Vừa nhìn thấy Vương Lâm, tận đáy lòng của gã tia cảm giác chán ghét cực nhỏ bỗng nhiên dâng lên. Không nói hai lời, gã vươn tay phải cách không chộp tới hướng của Vương Lâm. Vương Lâm thì thần sắc vẫn như thường, hai mắt bình tĩnh bất loạn. Ở thời điểm Mạnh Đà Tử ra tay, hắn cười lạnh rồi nói: "Không muốn phá giải phong ấn của chủ nhân các ngươi sao?" Vương Lâm vừa nói ra lời này, ma tu xung quanh mặc dù thần sắc như thường, nhưng hai mắt đều mơ hồ lộ ra một tia kinh ngạc. Mạnh Đà Tử ngẩn ra, tay phải không tự chủ được mà ngưng lại. Một cảnh này bị Vương Lâm nhìn vào trong mắt, trong lòng hắn lập tức xác định, dự đoán của mình là chính xác rồi. Hiện tại hắn chỉ cần chứng minh một điều, đó chính là chủ nhân của đám tu sĩ ma hóa này có phải là nam tử tóc đỏ bị phong ấn tại huyết hải kia hay không? Mạnh Đà Tử trên mặt âm trầm không quyết, gã hừ lạnh một tiếng, tốc độ tay phải tăng nhanh hơn, chộp tới hướng của Vương Lâm. Vương Lâm mắt lộ ra hàn mang, vẫn không nhúc nhích. Trước đó hắn đã động tay động chân tại bốn phía quanh đây rồi. Nếu đối phương mà chộp tới hắn, như vậy khe hở xung quanh sẽ lập tức xé rách, mang theo hắn cấp tốc rời khỏi nơi đây. Dù sao ở trong cơ thể cổ thần này, nếu nói đến trình độ quen thuộc, không có bất cứ kẻ nào so với hắn nhận được bộ phận kế thừa ký ức cả. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh bất loạn. Nếu khi đối phương ra tay, bốn phía không có tu sĩ ma hóa nào ngăn cản, như vậy cũng chứng tỏ là phán đoán của hắn sai lầm. Chủ ý của đối phương chỉ là thôn hồn bất luận chết sống. Nhưng ngay trong nháy mắt tay phải của Mạnh Đà Tử chụp tới, thì một thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến: "Dừng tay!" Trong khoảnh khắc thanh âm truyền tới, Mạnh Đà Tử giống như bị một cái bàn tay to vô hình kéo lại, nhanh chóng bị ném tung về phía sau, phun ra mấy ngụm máu đen. Sau đó gã mới quỳ một gối trên mặt đất, trên mặt không lộ ra nửa điểm oán hận mà cung kính, nói: "Tham kiến Đóa Mục đại nhân." Cùng lúc đó, ma tu ở bốn phía cùng một loạt quỳ xuống. Lúc này người đàn ông trung niên phá hỏng đại kế của Thiên Ma Tán Nhân, từ nơi xa thoáng một cái đã tới trước người Vương Lâm cách 10 trượng. Hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhìn lại đối phương. "Quả nhiên là thôn hồn, tự hút lắm, ngươi đi theo ta." Người đàn ông trung niên trầm giọng nói xong, tay phải nhoáng lên hư không một cái, lập tức một đường khe nứt lớn ước chừng tới cả 100 trượng bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Gã liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thân thể nhẹ bay về phía cái khe. Vương Lâm trầm mặt không nói, thân mình bắn về phía trước chui vào trong vết nứt. Ở phía sau bọn họ, đám tu sĩ ma hóa thân thể từng tên hóa thành làn khói mờ ảo lần lượt theo vào. Nhưng ngay tại khoảnh khắc bọn chúng vừa mới định đi vào, cái khe hở kia đột nhiên thu hẹp lại cực nhanh. Trong chớp mắt, cái khe liền biến mất không còn. Ngoại trừ hai người Vương Lâm và Đóa Mục ra thì không có tu sĩ nào tiến vào kịp. Lúc khe hở không gian thu hẹp, Vương Lâm phát hiện thì chuyện đã rồi. Lúc này hiện ra ở trước mặt của hắn cũng không phải là huyết hải như trong tưởng tượng, mà là một không gian khắp chỗ lộ ra từng trận tia sáng màu tím đen. Không gian nơi này không lớn, ước chừng chỉ tới 100 trượng. Ở vị trí 4 góc bay lơ lửng một số pháp khí hình dạng quái dị. Từng tia sáng dịu dàng từ trên những pháp khí chậm rãi tỏa lan ra. Bên cạnh mỗi một cái pháp khí đều có một tu sĩ khoanh chân ngồi tại đó. Nhìn vẻ bề ngoài bọn họ đều giống như Đóa Mục, duy trì hình người vẫn chưa ma hóa. Không tính Đóa Mục thì tu sĩ nơi đây có tất cả 9 người. Khi hai người vừa tiến vào, tất cả tu sĩ ngồi bên pháp khí đều mở choàng hai mắt ra. Sau đó đều rối rít hai tay bấm quyết, liên tục đánh ra mấy đạo linh quyết vào pháp khí ở bên cạnh của mình. Ngay lập tức từng luồng ánh sáng màu tím lấp lánh hiện lên bên trong các pháp khí. Đóa Mục bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm lui ra sau mấy bước, đồng tử trong hai mắt của hắn thoáng co rút lại, tay phải đặt lên túi trữ vật, dè dặt nhìn đối phương. Hết thảy mọi việc đều khác hoàn toàn so với dự liệu của hắn. Lúc này một trong 9 tu sĩ giữ pháp khí thấp giọng quát: "Đóa Mục, chúng ta chống đỡ không được bao lâu nữa, chỉ chừng 3 nén nhang, ngươi mau mau nói rõ ràng đi." Hai mắt Đóa Mục bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Vương Lâm, trầm giọng nói: "Tiểu tử kia, người nếu đã ẩn trốn rồi, vì sao còn muốn hiện thân?" Vương Lâm nhíu mày, hắn nhìn đối phương hé miệng vừa định lên tiếng, nhưng tay trái lại đột nhiên bấm pháp quyết chụp về phía sau một cái. Pháp quyết trên 5 ngón tay trái chính là hắn bấm theo ký ức của cổ thần, có tác dụng có thể tùy ý đi lại trong cơ thể cổ thần. Phía sau trong hư không vừa mới hiện ra cái khe, không đợi thân hình Vương Lâm kịp lui về phía sau, khe hở kia ngay lập tức liền bị một tia sáng màu tím từ trong pháp khí bắn ra kích trúng, trong nháy mắt tiêu tan. Đóa Mục vẫn lộ ra thần sắc bình thản như không có gì, nhưng mà tận đáy lòng Vương Lâm chìm xuống. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói: "Vì muốn rời khỏi chỗ của cổ thần." "Đóa Mục, người nói chuyện luôn lời mời như vậy, tiểu tử, ta nói cho người biết, một khi phong ấn Thác Sâm bị mở ra, mọi người nơi đây toàn bộ đều phải chết, chỉ có một mình hắn có thể rời khỏi thôi." Một tu sĩ mặt đỏ thân hình cau lớn cau mày ở bên cạnh pháp khí mà quát to: "Năm đó chúng ta 11 người tới tinh cầu hoang dã này vốn dự tính mở động phủ, nhưng không nghĩ tới phát hiện nơi đây không ngờ có khí tức cổ thần. Giờ bọn ta tra xét ở bên ngoài cổ thần thì gặp gã tu sĩ kia tên là Thác Sâm. Tu vi của người này rất mạnh, mặc dù bọn ta liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn nữa." Một lão già tóc đỏ khác nói giọng to rõ cực nhanh. Ông ta vừa mới nói xong, bên cạnh lại có một tu sĩ tóc thắt bím ngẩng đầu âm trầm tiếp tục nói: "Gã Thác Sâm này cũng không giết chết bọn ta, ngược lại tỏ ra hết sức chân thành mời bọn ta vào trong chỗ cổ thần này. Hắn rất thông thuộc nơi đây, đối với mọi ngóc ngách trong chỗ cổ thần này gần như nắm rõ trong lòng bàn tay. Dựa theo lời của hắn, hắn chú ý chỗ cổ thần nơi này đã rất lâu rồi. Đáng tiếc phút cuối cùng cửa đóng lại, bị chặn ở ngoài cửa." "Người nãy mời bọn ta cùng hợp lực phá hủy cánh cửa. Trong cơ thể cổ thần tuy có khả năng rất nhỏ tồn tại truyền thừa, nhưng mà sức hấp dẫn thật là lớn mà. Tuy rằng bọn ta đánh không lại hắn, nhưng lại có một kiếm trận liên thủ vẫn chưa sử dụng. Kiếm trận này mà xuất ra thì cho dù người này, bọn ta cũng tin chắc nắm phần thắng nữa. Chẳng qua kiếm trận này sau khi sử dụng, tu vi của bọn ta đều phải hao tổn lớn." "Một đường tiến vào trong cơ thể cổ thần, mặc dù cái kẻ này tâm cơ thâm trầm, nhưng bọn ta cũng không phải là kẻ dễ bị lừa gạt. Hai bên tuy có phòng bị lẫn nhau, nhưng mà cuối cùng cũng nghe theo lời của hắn phá bỏ cánh cửa kia. Tuy nhiên hết thảy việc này quá mức quỷ dị. Hồi tưởng lại khi phá cánh cửa kia, rõ ràng chính là phong ấn cái gì đó. Phong ấn này uy lực thật là lớn mà, hao phí của chúng ta không ít thời gian. Hiển nhiên là cổ thần thi triển bố trí dùng để giam cầm. Nếu không phải người này cực kỳ hiểu biết về phong ấn, thậm chí mọi chỗ sơ hở đều rõ như lòng bàn tay, bọn ta cũng không có khả năng phá bỏ được. Sau khi phong ấn giải trừ, bọn ta rõ ràng cảm giác được cái tên tự xưng là Thác Sâm kia rõ ràng có một số biến đổi không giống như trước đó, nhưng lại không nói được rốt cuộc là biến hóa ở chỗ nào." "Thành công tiến vào trong cơ thể cổ thần đầu tiên quả nhiên là kỳ tài ngút trời mà, không ngờ hắn thật sự có lưu lại truyền thừa. Ở trong huyệt khí hải của hắn, ngay lúc đó chúng ta nhận được truyền thừa sức mạnh. Có điều đáng tiếc là truyền thừa đó căn bản không thuộc về chúng ta, liền tự động tiêu tan, bị người quỷ dị này chiếm được. Kẻ này sau khi nhận được truyền thừa của cổ thần, bỗng nhiên cười rộ lên điên cuồng. Nhưng mà đúng lúc đó thức hải cổ thần bỗng nhiên hóa thành một người khổng lồ, triển khai đại chiến với người này một trận. Lúc này xuất hiện một cảnh tượng càng thêm quỷ dị nữa. Hết thảy thủ đoạn công kích của người khổng lồ do thần thức của cổ thần hóa thành, coi như người này cũng đều rõ như lòng bàn tay vậy. Cuối cùng người khổng lồ kia suy yếu, thân mình một phân thành hai, một nửa hóa thành tử hải, một nửa kia thì thi triển một pháp thuật thần thông hùng mạnh." "Người này hiển nhiên đối với pháp thuật đó có chút xa lạ. Ta nhớ lúc ấy hắn có nói qua một câu, tất cả hiểu biết của ngươi không có gì là ta không biết cả. Nhưng mà rõ ràng pháp thuật thần thông đó người này cũng không biết. Thần thông đó chỉ trong nháy mắt biến thần thức hóa thành 1000 phần, toàn bộ chui vào trong cơ thể của người này, cuối cùng phong ấn phát triển đến mấy ngàn tầng. Sau đó mạnh mẽ ném hắn vào huyết hải do bản thân độ tiêu hóa thành, hoàn toàn phong ấn lại." Nguyên vốn tưởng rằng hết thảy đều đã chấm dứt rồi, chúng ta không dám lưu lại ở chỗ này nữa, vội vàng theo đường cũ mà rời đi. Nhưng mà cơn ác mộng lại vào thời khắc này bắt đầu. Chúng ta 11 người, trừ bỏ một người thành công chạy thoát ra ngoài, còn lại 10 người toàn bộ bị những cái bàn tay ma hóa đột nhiên xuất hiện trong khe hở không gian, vươn ra túm lấy kéo vào trong huyết hải này. Giả Thác Sâm thực sự đáng sợ mà, phong ấn nhiều tới mấy ngàn tầng như vậy, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi đã bị hắn nghĩ tới phương pháp giải trừ. Phong ấn đó trên thực tế chính là những tia phân thức của cổ thần Đồ Ti. Người này lại mạnh mẽ rút cái phân thức này ra, rồi phóng vào trong cơ thể bọn ta mỗi người một tia. Từ đó về sau vô số năm qua, cứ cách 1000 năm thì ngẫu nhiên lại có tu sĩ tới đây, mỗi lần đều bị người này bắt lại để phân tán phân thức phong ấn trong cơ thể. Tuy nhiên mỗi người xâm nhập này, gã cuối cùng đều đã lưu lại một số cơ duyên xảo hợp đủ loại, giúp thoát khỏi chỗ cổ thần này để đối phương lần sau lại đến nữa. Theo tu sĩ càng ngày càng nhiều, phong ấn trên người này cũng càng ngày càng ít. Cũng may những tu sĩ này tới rõ ràng khác biệt với bọn ta. Tu vi của chúng thấp kém không chịu nổi, không đủ để dung hợp một tia phân thức. Thường thường phải mấy người cùng phân tán mới có thể dung hợp được một tia. Cứ như vậy phá giải phong ấn của Thác Sâm càng ngày càng chậm. Nhưng người này thật là kỳ tài đó, nhìn thấy phương pháp này hiệu quả quá chậm, không ngờ lại nghĩ ra phương pháp giải trừ phong ấn khác, đó chính là thôn hồn. Trước kia chúng ta ngay cả thôn hồn là loại sinh vật ra sao cũng không biết nữa, nhưng mà người này lại dường như biết rõ như lòng bàn tay vậy. Hắn phái cái đám tu sĩ chúng ta ở ngoài này tìm bắt thôn hồn, để thôn hồn đến cắn nuốt phân thức phong ấn của hắn. Phương pháp này rất hiệu quả, đáng tiếc thôn hồn sau khi cắn nuốt số lượng nhất định nào đó sẽ bắt đầu ngủ say, bởi vậy không thể thỏa mãn yêu cầu của người này. Không ngờ hắn lại nghĩ ra ý niệm nuôi dưỡng thành một thôn hồn khác, vì vậy liền có sứ giả đại nhân. Bản thân hắn chỉ là một du hồn, dưới vô số năm đào tạo của Thác Sâm dần dần tiến hóa thành thôn hồn. Nguyên vốn sứ giả đại nhân thành công tiến hóa thành thôn hồn cũng còn cần thời gian rất lâu, nhưng hiện tại ngươi xuất hiện hết thảy liền có biến cố rồi. 10 người này ngoại trừ lão già gương mặt đầy nếp nhăn giống như từ trong phần mộ đi ra, thủy chung không lên tiếng. Những người khác toàn bộ đều thay phiên nhau mà mở miệng, nhất nhất kể ra đầu đuôi câu chuyện. Vương Lâm nghe xong dĩ nhiên kinh hãi, nhưng trong lòng hắn lại vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Điều trọng yếu nhất là chúng ta thủy chung có một nghi vấn, đó là thân phận của Thác Sâm này. Hắn vì sao lại quen thuộc chỗ cổ thần như vậy? Căn cứ vào quan sát của bọn ta vô số năm qua, cuối cùng chúng ta mơ hồ phỏng đoán, gã Thác Sâm này không phải là đồng loại của chúng ta. Rất có khả năng hắn là ma vật sau khi cổ thần Đồ Ti chết, trong cơ thể có một tia oán niệm ngưng tụ mà thành. Câu cuối cùng này là Đóa Mục nói, sắc mặt của gã vẫn như thường, chậm rãi lên tiếng. Nếu Vương Lâm thu được đầy đủ kế thừa ký ức, như vậy việc này thực giả tự nhiên trong lòng của hắn biết rõ. Nhưng lúc này hắn nghe cảnh tượng như vậy mà rợn cả người, sắc mặt hắn không khỏi thoáng biến sắc một chút. Chỉ có suy đoán này mới phù hợp với việc năm đó hắn mời chúng ta tiến vào trong cơ thể cổ thần, vì sao lại quen thuộc như vậy? Hơn nữa lúc phá giải cửa phong ấn cuối cùng kia, chúng ta vì sao lại có cảm giác hắn biến đổi khác thường? Phong ấn đó rõ ràng giống như là công pháp tu luyện dẫn tà ma nhập thể của tu sĩ chúng ta vậy, dùng để phong ấn ma niệm trong cơ thể. Điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao hết thảy công pháp thần thông của người khổng lồ do thần thức cổ thần biến thành đều bị người này rõ như lòng bàn tay. Chỉ riêng kế thừa truyền thừa sức mạnh không có tác dụng gì. Chỉ khi nào nhận được toàn bộ kế thừa mới có thể chân chính có được lực lượng của cổ thần. Hết thảy những suy đoán này cuối cùng toàn bộ chỉ về một điểm, thân phận của người này chính là cổ thần Đồ Ti, hoặc là nói là cổ ma Đồ Ti. Đóa Mục lời nói vừa thốt ra, Vương Lâm hít ngược một luồng hơi lạnh, ánh mắt hắn chớp động, trầm mặc không nói. Bọn ta không cần thiết phải lừa gạt ngươi, nếu như ngươi tùy tiện tiến vào huyết hải, như vậy kết cục giống như thôn hồn ở cửa thứ ba kia vậy, chỉ có thể rơi vào tình cảnh làm công cụ để phá giải phong ấn cho người này. Đợi phong ấn mở ra thì chính là tử kỳ của ngươi. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, cười lạnh, nói. Tử kỳ sao? Lúc tại hạ bỏ mình, nói vậy là lúc thần thức của các ngươi tiêu tan thì phải hả? Nếu điều mà các ngươi nói là đúng, vậy thì người bị nhốt trong huyết hải một khi cởi bỏ phong ấn, sợ việc đầu tiên là trước hết sẽ thu hồi phân thức lại. Đám người Đóa Mục trầm mặt một hồi. Lúc này trong 10 người, cái lão già thủy chung không nói cái gì kia, bây giờ ho nhẹ một tiếng, giọng bình tĩnh, chậm rãi, nói. Đạo hữu quả nhiên thông tuệ, Thác Sâm thành công dung hợp kế thừa ký ức. Sau khi thu được toàn bộ tu vi của cổ thần, đích xác sẽ thu hồi phân thức trên người bọn ta, để cho thần thức bản thân hoàn chỉnh. Nhiều năm qua phân thức này đã sớm dung hợp làm một cùng bọn ta rồi. Thu hồi phân thức chẳng khác nào là cắn nuốt thần thức của chúng ta. Đạo hữu giúp chúng ta cũng chính là giúp mình. Nhưng mà bất kể như thế nào, chúng ta cũng không để cho ngươi hỗ trợ không công. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta sẽ có hậu lễ trao tặng. Vương Lâm không lên tiếng, thầm suy nghĩ đánh giá lời nói của đối phương có mấy thành có thể tin. Hai mắt Đóa Mục chợt lóe lên hàn quang, lạnh giọng quát: "Tiểu bối, đừng nghĩ là bọn ta phải cầu xin sự giúp đỡ của ngươi. Cùng lắm thì giết chết ngươi, đến lúc đó đánh cho hai bên cùng tiêu tán, tránh khỏi lưu lại mầm tai họa." "Thời gian sắp tới rồi, điều nên nói đều đã nói cả rồi. Nếu vẫn cứ hồ đồ không tỉnh ngộ, vậy không bằng bọn ta sớm thi triển cấm chế. Kể từ đó tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng thắng thua cũng đều thông khoái, cũng là bớt việc." Lão tu sĩ vẻ mặt âm trầm ở một bên cười lạnh, nói. Vương Lâm nghe đến đó, trong lòng hiện lên một tia biểu tình châm chọc. Nếu như cấm chế thực sự hữu dụng thì hắn tin rằng đám lão già này tuyệt đối sẽ không nói nhiều với hắn như vậy. Sợ là mới vừa thấy mặt của hắn sẽ lập tức thi triển cấm chế khống chế rồi. Vương Lâm thoáng hơi trầm ngâm, liền đoán ra nguyên nhân đối phương. Không thi triển cấm chế, chắc chắn không có cấm chế nào có thể che giấu được ở trước mặt nam tử tóc đỏ tên là Thác Sâm kia. Thậm chí mục đích của những người này nói như vậy cũng không phải đơn giản như vậy, rất có thể giống như Thiên Ma Tán Nhân có ẩn dấu thâm ý sâu xa nào đó. "Các ngươi muốn ta làm gì?" Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, mở miệng, nói. Lão già mặt đầy nếp nhăn kia nghe được lời nói của Vương Lâm, trong lòng vừa động thầm nhủ. Người này không có hỏi trước thù lao, mà là hỏi làm việc gì. Hiển nhiên là người bình tĩnh không dễ dàng bị ngoại vật làm kích động rồi. Sau khi tiến vào huyết hải mở ra phong ấn, tất nhiên Thác Sâm sẽ trực tiếp tiến vào tử hải thần thức. Khi hắn mở ra tử hải này, ngươi phải ở trong thức hải thi triển ra một bộ pháp quyết. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Về phần pháp quyết này, ta cũng có thể nói cho người biết, là pháp thuật phong ấn lúc trước thần thức cổ thần biến thành người khổng lồ từng thi triển. Chúng ta nghiên cứu vô số năm qua rồi, cuối cùng có 3 thành nắm chắc có thể thành công. Nhưng mà nếu là ngươi thi triển, có thể tăng cao đến 7 thành nắm chắc. Dù sao ngươi là thôn hồn, đến lúc đó hấp thu phân thức vào trong cơ thể, tự nhiên sẽ chịu pháp quyết này dẫn dắt. Lão già chậm rãi nói với vẻ mặt bình tĩnh. Vương Lâm cười lạnh, âm trầm, nói. Lấy tu vi của tại hạ chỉ là kết đăng kỳ, muốn phụng ứng Thác Sâm sao? Quả thực chính là người si nói mộng đó. Lão già cười ha hả rồi nói. Đương nhiên không phải để người đến phong ấn rồi, mà là lấy người để dẫn động thôn phệ phân thức này, từ đó lại phát động thần thức cổ thần biến thành tử hải thần thức. Đến lúc đó dựa theo phỏng đoán của chúng ta, tử hải sẽ lại biến thành phong ấn, hoàn toàn phong ấn Thác Sâm lại. Nếu người đáp ứng như vậy bất kể thành bại, ta đều tặng ngươi một vật. Vật ấy là 10 người chúng ta năm đó trải qua bao gian khổ mới lấy được. Chúng ta xem từ một số điển tịch, rốt cuộc biết pháp bảo này gọi là Hỗn Khu Thú Quyển. Bất kỳ loại thú gì trên thế gian này đều có thể trong thời gian ngắn thu hồi khống chế, nhưng mà lai lịch không rõ. Trên lý thuyết chỉ cần linh lực trong cơ thể ngươi đầy đủ, cho dù là tiên thú chỉ cần cái bộ vòng này chụp phải, cũng trong thời gian ngắn có thể để ngươi sử dụng. Chẳng qua khi sử dụng chiếc vòng này, linh lực cần sử dụng phải tùy theo mức độ hùng mạnh của thú mà tăng lên phù hợp. Hơn nữa nếu muốn trồng vào tiên thú, linh lực cần có căn bản là không thể tưởng tượng. Năm đó chúng ta từng thực nghiệm một lần, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Kế tiếp định thử nghiệm lần thứ hai thì đã bị Thác Sâm dây khốn ở nơi này rồi. Thần sắc Vương Lâm như thường, trong lòng lại thầm cười lạnh, lắc đầu, nói. Chỉ như vậy thôi hả? Hai mắt Đóa Mục hàn mang lóe lên, đang định nói cái gì đó thì bị lão hữu đứng chắn phía trước, nhìn Vương Lâm chậm rãi nói. Hỗn Nguyên Khu Thú Quyển này là bảo vật cấp 1 trong truyền thuyết rồi, nếu như ngươi vẫn chưa hài lòng thì thật sự ta cũng không thể xuất ra bảo vật tốt hơn nữa. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, liếc nhìn pháp khí đang tỏa tử quang nhu hòa ra bốn phía, không nói lời nào. Đây là 4 mảng pháp bảo của ta, không thể đưa cho ngươi được. Ta có 10 khối cực phẩm linh thạch, đây là cái giá cuối cùng của chúng ta rồi. Lão trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Vương Lâm cũng không tiện bức người quá đáng, dù sao người này tu vi thì sâu khôn lường, nếu không phải trong lòng ông ta còn cố kỵ tới việc truyền thừa, thì ông ta cũng không trấn tĩnh như vậy. 100 khối. Vương Lâm bình thản nói. Không có khả năng. Không đợi cho lão giả lên tiếng thì Đóa Mục đã quát lạnh rồi. Ánh mắt những người xung quanh đều trở nên bất thiện, lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vẫn không cử động, chỉ bình tĩnh nhìn lão giả, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Lão giả trầm ngâm trong chốc lát, âm trầm, nói. 20 khối, đây là cực hạn rồi, chúng ta cũng không có nhiều. Nếu người vẫn không thể đồng ý thì chỉ còn cách dở thủ đoạn cuối cùng ra mà thôi. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thản, không nói thêm câu gì, vươn tay phải ra. Tay phải lão giả điểm vào phía trước ngực một cái, một đạo ô mang liền lóe lên, một chiếc đồng quyển mang khí tức cổ phát xuất hiện trong tay. Ông ta vung về phía trước, Vương Lâm bắt lấy. Vương Lâm nhìn liếc qua, đồng quyển này lớn như cái thủ trạc, bên ngoài có khắc rất nhiều tiên thú diện mạo dữ tợn. Vừa nhìn vào đấy đã thấy những tiên thú này sống động như thực vậy. Thần thức Vương Lâm xem xét một lượt, vừa mới tiến vào bên trong đồng quyển đã cảm nhận trong đó truyền ra từng đợt tiếng rít gào. Thần thức hắn không khỏi bị chấn động một phen, lập tức thu hồi lại. Bất động thanh sắc thu đồng quyển, Vương Lâm nhìn về phía lão giả. Trong tay lão giả lúc này có thêm một cái túi trữ vật màu xám, ném về phía của Vương Lâm. Vương Lâm nhận được liền xem qua, thấy bên trong có 20 khối cực phẩm linh thạch. Linh lực khổng lồ ba động từ bên trong như muốn trào ra. Đem cực phẩm linh thạch nọ vào trong túi trữ vật của mình xong, Vương Lâm đặt cái túi trữ vật màu xám kia lên mặt đất, trầm giọng nói: Ta còn có một vấn đề nữa, sau khi phong ấn chủ nhân huyết hải lại, ta làm sao rời khỏi nơi này được? Lão nghe câu hỏi của Vương Lâm trong lòng thả lỏng. Ông ta vẫn một mực chờ đối phương hỏi cái vấn đề này. Nếu đối phương không hỏi thì ông ta ngược lại sẽ phải hoài nghi Vương Lâm rồi. Còn rất đơn giản thôi, Thác Sâm sau khi bị phong ấn lần nữa, lúc đó ta cũng phải rời khỏi nơi này. Chẳng qua mỗi mấu chốt đều phải thi triển bên trong thần thức tự hải. Đến lúc đó người rời đi cùng chúng ta là được rồi. Trong lòng Vương Lâm cười lạnh, hắn bây giờ đã tin chắc rồi. Nếu những lời của đối phương là thật, như vậy mục đích chính thức của bọn họ chính là truyền thừa của cổ thần trong thần thức tử hải. Không phải tại hạ không tin, mà là việc này rất trọng yếu. Nếu tại hạ không nắm chắc cuối cùng có thể rời đi thì mọi thứ đều chỉ là nói suông mà thôi. Lão nhíu mày trầm giọng nói: Lão phu đáp ứng ngươi thì tất nhiên sẽ không nuốt lời. Vương Lâm vẫn không thay đổi, lắc đầu nói: Tiền bối là cao nhân, vãn bối vốn nên tin tưởng thì mới phải. Nhưng mà việc này là chuyện sinh tử, nếu vãn bối không nắm chắc thì cuối cùng dù đồng ý phong ấn nhưng khó tránh khỏi tâm lý của điều cố kỵ, sợ khó phát huy được toàn bộ thực lực đó. Đóa Mục hừ lạnh, mắt lộ ra sát khí âm trầm nói: Tiểu bối nè, ngươi lằng nhằng trắc rối quá rồi. Mà thật đó, đã đáp ứng ngươi rồi mà ngươi vẫn còn không tin hả? Vì vậy để khỏi phiền phức nữa, ta tiễn ngươi một đoạn vậy, coi như là giải quyết nỗi phiền lòng. Vừa nói tay của gã bỗng chém ra, giữa không trung đột nhiên hóa thành một bàn tay màu đen to lớn, hung hăng chụp tới Vương Lâm. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn cái bàn tay kia một cái nào, chỉ nhìn chằm chằm vào lão giả, không nói một lời. Bàn tay nọ tới cách đỉnh đầu Vương Lâm ba tấc thì ngừng lại. Lão giả vung tay một cái, Đóa Mục lập tức thu hồi bàn tay lại, lạnh như băng nhìn Vương Lâm: Ngươi rốt cuộc muốn gì? Lão giả nhíu mày, trừng mắt nhìn Đóa Mục một cái, chậm rãi nói. Vương Lâm nhìn pháp khí kia, nói: Mấy thứ này đều là bổn mạng pháp bảo của các người, không bằng để cho giảng bối giữ hộ cho. Sau khi rời khỏi nơi này, xin hai tay dâng trả. Hẳn các vị tiền bối không lo chuyện một giảng bối kết đăng kỳ như ta có bản lĩnh lấy luôn mất pháp bảo đúng không vậy? Lão giả nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hồi lâu khóe miệng lộ ra một nụ cười tràn đầy hàn ý. Ông ta gật đầu, tay phất lên, nhất thời 10 kiện pháp khí liền bay vào tay của ông ta. Sau đó ông ta hạ một đạo phong ấn rồi ném cho Vương Lâm. Vương Lâm không nói gì thêm, tiếp nhận 10 kiện pháp khí này xong cũng không nhìn một cái nào, cẩn thận thu vào trong túi trữ vật của mình. Lúc này không gian đã không còn tử quang của 10 kiện pháp khí bao phủ, bắt đầu tiêu tán. Lão giả nhìn thật sâu Vương Lâm, tay phải chụp một cái, lập tức trước người ông ta xuất hiện một cái khe dài mấy trượng. Ông ta lùi lại phía sau vài bước, đứng nhường đường. Vương Lâm bình thản thông dong tiến về phía trước, đi vào cái khe đó. Sau khi hắn tiến vào, hai mắt Đóa Mục lộ ra vẻ không cam lòng, thấp giọng nói: Đại ca, ngươi câm miệng cho ta. Sắc mặt lão giả lập tức biến đổi, không còn vẻ bình thản hòa hoãn như khi đứng trước mặt của Vương Lâm nữa, mà tràn ngập vẻ lạnh lùng, nhìn Đóa Mục một cái rồi vung tay đi vào trong khe. Mấy người còn lại trừ Đóa Mục đều tiến vào bên trong theo. Người cuối cùng tiến vào là nam tử mặc hắc bào, sắc mặt âm u. Trước khi tiến vào, gã nói: Đóa Mục, ngươi còn không hiểu hay sao? Tiểu tử đó sợ là đối với mục đích của chúng ta đã biết rõ. Cách làm vừa rồi của ngươi thuần túy chỉ là rước nhục vào thân mà thôi. Dù sao chúng ta có thể đạt được nguyện vọng hay không, tất cả đều dựa vào hắn mà. Đại ca chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, đáng tiếc Sử đại nhân ở một mực trung thành với Thác Sâm, nếu không thì cũng không phiền toái như vậy rồi. Nói xong gã bước vào trong khe. Đóa Mục trầm mặt một chút rồi vào theo. Sau khi tiến vào trong, trước mặt của Vương Lâm là một thế giới màu máu. Trước mắt hiện lên một cây cột đá hình trụ. Nhìn cột đá thông thiên ở xa xa, đồng tử Vương Lâm co lại một chút. Nơi đây hiển nhiên chính là huyết hải. Ánh mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nam tử bên trong cây cột đá thông thiên. Đầu tóc của hắn đỏ như máu, hơi thở cuồng ngạo mạnh mẽ tỏa ra từ trên người hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, Vương Lâm đã hít thở không thông rồi. Lúc này mấy tu sĩ ma hóa lục tục trở về, trong đó có cả đám người Đóa Mục. Bọn họ sau khi tiến vào bên trong huyết hải, thân thể mỗi người liền rơi xuống một cây cột đá, khoanh chân ngồi xuống không nói một lời. Hễ là tu sĩ ma hóa tiến vào đều tự tìm được vị trí, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Bọn họ toàn bộ ngồi khoanh chân, chỉ có mình Vương Lâm là tung bay giữa không trung. Vương Lâm đảo mắt nhìn một lượt, tu sĩ nơi này đông đảo, ít nhất cũng có cả 1000 người. Trong những người này, Vương Lâm thấy cả Mạnh Đà Tử, Đoan Mộc Cực, Uông Thanh Việt, Thiên Ma Tán Nhân. Lúc này, tại hư không bên cạnh Hồng Phát Nam Tử xuất hiện một khe không gian. Một nam tử mặc trường bào bước ra. Sau khi người này xuất hiện, đầu tiên đưa mắt nhìn Vương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, cung kính nói với Hồng Phát Nam Tử: "Chủ nhân, hắn chính là kẻ thôn hồn." Nói xong, thân thể của gã hạ xuống, ngồi xuống một cái cột đá bên cạnh. Vương Lâm liếc một cái liền nhận ra người này chính là một du hùng khổng lồ. Bốn phía yên tĩnh, một giọng nói khàn khàn từ miệng Hồng Phát Nam Tử truyền ra: "Thôn hồn!" Người này ngẩng mạnh đầu, nhất thời cả huyết hải sôi trào. Bên phía quanh cây cột đá phun lên vô số huyết vụ, cả thiên địa trong lúc này như bị huyết vụ bao trùm. Ánh mắt của ông ta như có ma lực vô cùng, bên trong lộ ra vẻ yêu dị, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm cảm giác mình như bị một cấm chế vô hình. Dưới ánh mắt của đối phương, thân thể hắn trong nháy mắt như bị ép từ bốn phía, không thể di động nửa phân. "Hấp thu đạo phân thức này, mở phong ấn cho ta, nếu không chết!" Hồng Phát Nam Tử nói xong, tay phải chụp vào mi tâm. Trên mặt hiện lên một tia thống khổ, thân thể run rẩy, mạnh mẽ rút ra từ bên trong cơ thể một đạo hồng quang. Sau khi rút ra đạo hồng quang, nam tử thở hổn hển, hơn nửa ngày hơi thở mới từ từ bình ổn lại. Tu sĩ ma hóa bốn phía xung quanh ánh mắt lập tức thay đổi, nhìn chăm chăm vào hồng quang, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, vừa sợ hãi vừa thèm muốn. Thân thể Hồng Phát Nam Tử nhẹ nhàng co lại, hai mắt nhìn thẳng về phía của Vương Lâm, ánh mắt thâm thúy. "Ta có thể phá phong ấn cho ngươi, nhưng mà sau khi ta giải phong ấn xong, ta muốn ngươi đưa ta rời đi." Vương Lâm trong lòng cả kinh, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, không chút bối rối, bình thản nói. Khóe miệng Hồng Phát Nam Tử khẽ nhúc nhích, gật đầu. Vương Lâm cẩn thận nhìn Hồng Phát Nam Tử một cái, thần thức cực cảnh liền nhảy ra, hóa thành một cái miệng lớn, bỗng nhiên thôn phệ hồng mang. Một cảm giác đau đớn kịch liệt từ trong thần thức lập tức truyền tới. Thân thể Vương Lâm khẽ rung, hồi lâu cảm giác đau đớn kia mới chậm rãi biến mất. Hắn lập tức nhận thấy thần thức của mình không ngờ đã lớn lên gấp đôi rồi. Sở dĩ hắn dám lớn mực tới đây là vì hắn biết truyền thừa lực lượng và truyền thừa ký ức có sự bất đồng. Đối phương không thể nào phát hiện ra được, trừ phi một loại truyền thừa bị hai người cùng kế thừa ra thì mới đáng ngại. Vì vậy nên ngoài Vương Lâm ra thì không có bất cứ kẻ nào có thể phát hiện ra hắn đã đạt được bộ phận truyền thừa ký ức. Về phần cái hồng mang vừa rồi, Vương Lâm từ khi nghe Đóa Mục nói đã biết đây là một đạo phân thức của cổ thần. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ e ngại, không thể điều khiển nổi nó. Nhưng với Vương Lâm mà nói, thuộc tính bản thân hắn là thôn hồn, có thể thôn phệ kỳ hồn. Chứng kiến thần thức bị Vương Lâm thôn phệ, Hồng Phát Nam Tử không nói một lời, hai mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Một lúc sau, ông ta mới chậm rãi nói: "Ngươi tuy là thôn hồn, nhưng không ngưng kết hồn thạch, có thể mạnh mẽ thôn phệ một đạo thần thức, ta cũng cho ngươi chừa lòng. Du Hùng, ngươi trợ giúp hắn ngưng kết hồn thạch đi." Nam tử do Du Hùng hóa thành, thân thể rung lên, lộ ra vẻ do dự, nhưng rất nhanh hai mắt lộ ra vẻ quyết đoán, thấp giọng nói: "Tuân lệnh." Nói xong, tay phải của gã điểm vào mi tâm, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, cả người dường như hư nhược đi rất nhiều. Lúc này một quang cầu màu đỏ trong suốt long lanh từ trong mi tâm của hắn bay ra. Quang cầu này vừa ra khỏi, cả người hắn liền tan nát, không thể duy trì hình người nữa mà trở về trạng thái thần thức. Một lúc lâu sau mới chậm rãi ngưng kết thành hình người một lần nữa, chẳng qua thân thể vẫn ở trạng thái nửa trong suốt. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, không nói hai lời, thần thức cực cảnh liền xuất ra vây lấy cái quan cầu nọ. Trong quan cầu ẩn chứa một khối hồn năng to lớn của Du Hùng. Vương Lâm thôn phệ không có trở ngại gì, dùng thời gian nửa nén nhang liền hấp thu sạch sẽ. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng thần thức mình bỗng dưng khổng lồ lên mấy lần. Hồng Phát Nam Tử ngạc nhiên kêu khẽ một tiếng, sau khi trầm mặc một chút, chậm rãi nói: "Du Hùng, tiếp tục đi." Nam tử Du Hùng lập tức lớn tiếng cười thảm. Vương Lâm thân là thôn hùng mà lại không có hồn thạch, sớm biết như vậy, gã đã không nói cho chủ nhân rồi, khiến bản thân lại rơi vào cảnh ngộ này. Kẻ thôn hùng này chẳng rõ vì sao lại mạnh mẽ như vậy, cả một cái hồn cầu mà vẫn không sinh ra hồn thạch. Phải biết rằng hồn thạch là thôn hùng tiến hóa tới một trình độ nhất định, sau khi hấp thu nhiều du hùng mới sinh ra một loại hạch tâm của thôn hùng. Nói đại khái hễ là thôn hùng, muốn tiến hóa trước tiên phải thôn phệ nhiều du hùng, làm cho mình nhanh chóng sinh ra hồn thạch. Cơ hồ mỗi kẻ thôn hùng đều không muốn tồn tại lâu dưới trạng thái không có hồn thạch. Thôn hùng có hồn thạch so sánh với thôn hùng bình thường, điểm khác nhau lớn nhất chính là khả năng chế tạo du hùng. Chỉ có hồn thạch mới có thể chế tạo ra được du hùng. Nam tử Du Hùng cười thảm một tiếng, lại điểm vào mi tâm, hồn cầu chưa xuất hiện, thân thể của gã đã vỡ tan. Lần này gã không còn năng lực ngưng hóa hình người nữa. Một lúc lâu sau, một hồn cầu lóe lên, chậm rãi từ trong cơ thể hư ảo của gã bay ra. Lúc này khí tức của gã đã tụt hẳn xuống, mặc dù vẫn cường đại hơn Du Hùng bình thường, nhưng cũng quá kém so với trước kia rồi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thần thức một lần nữa lại tuôn ra, hấp thu hồn cầu. Lúc này hắn có thể cảm thấy rõ, thần thức có chút bất đồng. Thần thức không tăng lớn, mà bên trong mơ hồ xuất hiện một khối lớn bằng hạt gạo, chậm rãi ngưng kết. Hồng Phát Nam Tử nhíu mày. Nếu thùng hùng không có hồn thạch thì không thể thừa nhận nhiều phương thức lắm. Nhưng người này vừa liên tục nuốt hai hồn cầu mà mới chỉ đạt tới bước đầu ngưng kết hồn thạch. Phải biết rằng hai cái hồn cầu này của Du Hồn Nam Tử là hơn nửa hồn năng của gã rồi. Ông ta trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên, tay phải điểm vào Du Hùng một cái. Du Hùng nọ lập tức bi thảm thét lên một tiếng, thân thể hư ảo co rút kịch liệt, cuối cùng ngưng kết lại thành một cái hồn cầu nữa, sau đó bị ông ta nắm lấy, ném về phía của Vương Lâm. Khỏa hồn cầu này chính là tính mạng của Du Hùng biến thành. Thôn phệ khối hồn cầu thứ ba xong, Vương Lâm cảm thấy khối bằng hạt gạo trong thần thức đã lớn lên rất nhanh, đạt tới cỡ một cái móng tay rồi. Lập tức một cảm giác khác thường dũng mãnh nổi lên trong lòng Vương Lâm, cực cảnh thần thức đột nhiên co rút toàn bộ, cuối cùng hoàn toàn tan biến vào bên trong viên cầu bằng cái móng tay kia. Về phần viên cầu nọ sau đó biến mất ở mi tâm của Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lóe lên một tia hắc mang. Trên thực tế, tới bây giờ hắn mới được xem là một thôn hùng chính thức, có thể chế tạo ra du hùng. Mọi điều đó đều là trong nháy mắt khi hình thành hồn thạch, giống như được truyền thừa, đã làm hắn hoàn toàn hiểu rõ. Hồng Phát Nam Tử thu lại ánh mắt, tay phải vung lên trước người. Nhất thời một khe không gian xuất hiện giữa không trung. Sau đó tay của gã chụp một cái huyết hải bỗng dưng chấn động, ngay sau đó một hình ảnh hư ảo từ trong không gian cái khe kia đi ra. Hư ảnh này vừa đi ra, Vương Lâm lập tức cảm nhận một tia khí tức thôn hùng. Hiển nhiên hư ảnh này là thôn hùng thứ ba. Rất nhanh sau đó, cả hư ảnh giống như là một phiến mây đen lộ ra toàn bộ thân thể ra khỏi cái khe. Đôi mắt Hồng Phát Nam Tử lóe sáng, quát khẽ một tiếng, thân thể rung rẩy kịch liệt. Một tia huyết quang quỷ dị từ trong thân thể của ông ta tỏa ra. Huyết vụ từ khắp thân thể ông ta tỏa ra không ngừng, cơ hội chỉ trong nháy mắt, thân thể ông ta đã bị huyết sắc bao trùm. Ông ta dường như đang chịu nỗi thống khổ khó tưởng tượng được. Một hồi lâu sau, ông ta ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ mặt huyết nhục mơ hồ, trong miệng vang lên âm thanh khàn khàn: "Đồ Ti phong thức, xuống!" Tiếng nói vừa dứt, nhất thời từng đạo hồng mang từ trong cơ thể của ông ta bị bứt ra. Những đạo hồng mang này rất nhiều, vừa xuất hiện liền tràn ra bốn phía, dày đặc như một cơn lốc màu đỏ toát ra ánh sáng yêu dị. Tu sĩ ma hóa bốn phía đều cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ có 10 người nhóm Đóa Mục là chưa cúi đầu, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chăm vào hồn mang. Lúc này thôn hồn trong âm ảnh bỗng nhiên mở miệng. Miệng của gã càng ngày càng lớn, không ngừng kéo dài về phía trước. Đợi tới khi tới sát người Hồng Phát Nam Tử thì mới ngậm lại, xem ra đã thôn phệ mấy chục đạo hồn mang rồi. Nhưng lúc này, những hồng mang còn lại đột nhiên tỏa ra quang mang sáng ngời, điên cuồng thu hút hồng mang bốn phía. Một đám ký hiệu màu đỏ trong lúc chúng di chuyển hiện ra. Mỗi khi một ký hiệu hiện ra, liền lập tức khắc vào người Hồng Phát Nam Tử, khiến thân thể ông ta rung lẩy bẩy. Đồng thời trong huyết hải bốn phía xuất hiện mấy chục đạo hồng mang, bay nhanh tới gia nhập vào cái đám hồng mang, bù vào những cái đã bị thôn hùng thôn phệ. Về phần thôn hùng nọ, sau khi thôn phệ vài chục cái hồng mang, thân thể trong âm vân đã ẩn hiện hồng mang. Hiển nhiên đang cần thời gian tiêu hóa, không thể tiếp tục thôn phệ nữa. Trên mặt Hồng Phát Nam Tử hiện lên một tia thống khổ, ánh mắt hướng về phía của Vương Lâm. Vương Lâm giờ đã rõ vì sao cần hai người thôn hồn làm việc này. Nếu một người làm thì sau khi thôn phệ phân thức chưa hoàn toàn hấp thu được, sẽ có nhiều phân thức từ trong huyết hải một lần nữa biến ảo ra. Cứ như vậy phong ấn chẳng những không được hoàn toàn bài trừ mà còn càng lúc càng nhiều. Chuyện này dù là hai thôn hồn liên tiếp thôn phệ thì may ra còn có khả năng, nhưng khả năng cũng rất nhỏ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cực cảnh thần thức bỗng từ trong hồn thạch nhỏ như cái móng tay kia phóng ra, dùng tốc độ cực nhanh bay quanh người của Hồng Phát Nam Tử. Mỗi khi gặp một đạo hồng mang liền lập tức thôn phệ, trong nháy mắt có hơn 10 đạo hồng mang biến mất bên cạnh Hồng Phát Nam Tử. Lúc này thôn hồn kia đã tiêu hóa hết phân thức trong cơ thể. Trong nháy mắt sau khi thần thức của Vương Lâm lui lại thì nó liền lần nữa vọt lên. Cứ tiếp tục như vậy, một lúc sau hồng mang bên người Hồng Phát Nam Tử mặc dù vẫn được huyết hải bổ sung như cũ, nhưng cũng đã ít đi rất nhiều. Hiển nhiên là huyết hải muốn bổ sung cũng cần có thời gian nhất định. Sau đó hai mắt Hồng Phát Nam Tử lộ ra một tia thần thái. Khi bức phương thức ra khỏi cơ thể, ông ta chịu đựng nỗi thống khổ không sao tưởng tượng nổi. Chẳng qua bây giờ đã thấy có hy vọng rồi, dù có phải chịu đựng gấp chục lần, ông ta vẫn cam tâm tình nguyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, tu sĩ ma hóa ở bốn phía trong huyết hải yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt này, đến thở cũng không dám. Về phần đám người Đóa Mục cũng thấy vô cùng khẩn trương. Vương Lâm có thể mở phong ấn hay không có tính quyết định đối với kế hoạch tiếp theo của họ. Một khi phong ấn không được mở ra thì kế hoạch có chặt chẽ tới đâu cũng phải thất bại trong gang tấc. Theo thời gian dần trôi qua, hồng mang bên người Hồng Phát Nam Tử chuyển động ngày càng nhanh, nhưng số lượng lại liên tục giảm bớt. Ông ta phát ra vài tiếng gầm nhẹ. Phải bước phương thức ra khỏi cơ thể trong thời gian dài như vậy đối với ông ta mà nói cũng là một gánh nặng quá lớn. Sắc mặt ông ta dữ tợn, toàn thân gân xanh nổi lên, từng sợi gân như những con dồi màu xanh nhung nhúc bò trên thân thể. Lúc này trong đông đảo ma tu, Thiên Ma Tán Nhân cúi đầu, trong lòng hiện lên một tia không cam tâm. Ông ta chẳng quản gian khổ, đáng tiếc cuối cùng lại bị kẻ trước mặt phá hoại. Điều này khiến cho ông ta lòng như nhỏ máu. Hiện giờ nhìn phong ấn của Hồng Phát Nam Tử có dấu hiệu được phá giải, ông ta cảm thấy có phần tuyệt vọng. Một khi phong ấn của Hồng Phát Nam Tử bị phá giải, mở ra truyền thừa trong thức hải, thì tất nhiên sẽ phát hiện truyền thừa này thiếu mất 1/3. Đến lúc đó chỉ cần thi triển chút pháp thuật là có thể biết gã đã động tay động chân, vậy thì gã chỉ có con đường chết mà thôi. Gã trước kia sở dĩ dám lớn mật như vậy là vì Hồng Phát Nam Tử bị phong ấn bên trong huyết hải, căn bản không thể cảm giác được mọi chuyện bên ngoài. Chỉ có trong huyết hải này thì gã mới không bị hạn chế mà thôi. Thiên Ma Tán Nhân thầm cười khổ. Gã ngẩng đầu nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng thầm than. Gã biết người này cùng đồ đệ của mình tiến vào nơi đây, không ngờ là để giải khai phong ấn cho Hồng Phát Nam Tử. Nếu như ngàn năm trước, gã không cho cái đám người Lục Dục Ma Quân rời đi, thì bây giờ tuy không thể có được truyền thừa, nhưng tính mạng vẫn còn giữ được. Tất cả mọi chuyện hóa ra đều là nhân quả tuần hoàn. Thiên Ma Tán Nhân lại thầm than lần nữa, nhưng rất nhanh ánh mắt liền lóe lên, liếc nhìn 10 người bọn Đóa Mục một chút, oán hận trong lòng dần thu lại, bắt đầu tính toán. Thiên Ma Tán Nhân lòng đầy tâm tư, nhưng bên ngoài lại không thể hiện ra chút nào. Già đời gian xảo như ông ta, dù gặp đại biến sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Thủ đoạn Hồng Phát Nam Tử khống chế những người này đơn giản chính là dung hợp phân thức, lưu lại lạc ấn. Thiên Ma Tán Nhân sở dĩ có thể bảo trì thần trí, nguyên nhân chính là vì do công pháp mà ông ta tu luyện. Trừ huyền thiên dục ma quyết ra, gã còn có một khẩu quyết thần bí nữa. Khẩu quyết này năm đó trong lần đầu tiên gã tới chỗ cổ thần ngẫu nhiên có được. Khẩu quyết này gã không có truyền cho bất cứ kẻ nào, cho dù là Lục Dục Ma Quân cũng không hề biết nó tồn tại. Chính nhờ gã tu luyện khẩu quyết này thường xuyên nên sau khi bị Hồng Phát Nam Tử bắt được, trong nháy mắt phân thức nhập thể mới có thể vô thành vô tức nắm thế chủ động, không bị dung hợp với phân thức áp chế trong thân thể. Gã liếc nhìn đám người Đóa Mục một cái, thực ra từ nhiều năm trước gã đã sớm nghi ngờ, xung quanh đây có tới hơn 11.000 tu sĩ, không thể chỉ có một mình gã là có thể áp chế phân thức. Nói không chừng ở phương diện này sớm đã có người khác làm được rồi, áp chế phân thức tùy ý hành động. Mà khả năng lớn nhất chính là thập đại huyết hải chiến tướng. Trong lòng Thiên Ma Tán Nhân thầm nghĩ, nếu 10 người này quả thực như vậy, thì khi phong ấn của chủ nhân huyết hải mở ra, tất nhiên là lúc bọn gã động thủ. Nếu như vậy thì gã cũng có một cơ hội. Nghĩ tới đây, trái tim Thiên Ma Tán Nhân đập thình thịch. Gã hít sâu một hơi, đè nén sự xúc động trong lòng, bình tĩnh ngưng thần, cẩn thận quan sát. Vương Lâm mỗi khi thôn phệ một đạo phân thức, hồn hạch liền có biến hóa. Dần dần theo sự lớn lên của hồn hạch, trong đầu hắn bỗng nhiên cảm thấy hoàn toàn thanh tĩnh. Phối hợp với thôn hồn dần dần trở nên ăn ý hơn. Phân thức từ người Hồng Phát Nam Tử tuôn ra cũng chậm rãi nhạt đi, hơn nữa càng ngày càng ít. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bốn phía huyết hải bỗng sôi trào. Huyết tương trên mặt đất toàn bộ bay lên, giữa không trung hóa thành vô số đạo phân thức, mạnh mẽ hướng về phía Hồng Phát Nam Tử. Biến cố đột ngột này khiến cho tất cả mọi người đều không kịp ứng phó. Vương Lâm không nói một lời, thần thức quyết đoán lùi lại tránh bị cuốn vào. Lúc này Hồng Phát Nam Tử gầm nhẹ một tiếng, hai tay ông ta bắt quyết, nhanh chóng khoa trước người một vòng, sau đó ấn một cái, lập tức một cổ ngũ thải khí lãng từ trong cơ thể của ông ta tràn ra, trong nháy mắt hình thành một quang mạc 5 trượng xung quanh ông ta. Bên ngoài quang mạc, phân thức ầm ầm đánh tới, kịch liệt va chạm với bề mặt quang mạc. Hồng Phát Nam Tử ngẩng mạnh đầu, nhìn cực kỳ cuồng ngạo, ông ta thì thào: "Đồ Ti, phong ấn này không gì khốn được Thác Sâm ta nữa rồi." Nói xong, tay của gã tùy tiện chụp một cái, một tu sĩ ma hóa không tự chủ được liền bay lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chưa kịp nói gì thì thân thể đã bay tới ngũ thải quang mạc, lập tức bị hơn 10 phân thức nhanh như chớp chui vào trong thân thể. Người này kêu thảm một tiếng, hai tay cào cấu lên người không ngừng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, toàn thân của gã đã thành một mảng huyết nhục mơ hồ. Phải biết rằng thân thể tu sĩ bình thường thì sợ rằng ngay cả một đạo phân thức cũng không thể thừa nhận, vậy mà bây giờ lại bị hơn 10 đạo chui vào, kết cục của gã chỉ có một con đường chết mà thôi. Loại phương thức cực đoan này vốn Hồng Phát Nam Tử không muốn dùng, bởi lẽ nó chẳng có lợi gì với ông ta, vì ngay khi tu sĩ này chết đi, phương thức trong cơ thể của gã sẽ lại thoát ra, đối với ông ta mà nói chẳng có tác dụng gì đối với việc giải phong ấn cả. Nhưng mà hiện giờ không giống như vậy nữa, lúc này ông ta đang phá giải phong ấn, nếu không bằng cách này phân tán phương thức, vậy một khi ngũ thải quang mạc bị nghiền nát, phương thức này lập tức sẽ chui vào cơ thể của ông ta, mọi cố gắng trước đây đều đổ xuống sông xuống biển. Hồng Phát Nam Tử coi như không thấy, tay phải lại chụp một cái vào hư không. Một phù hào kim sắc bỗng nhiên xuất hiện, khắc lên trên người tu sĩ ma hóa nọ. Trong nháy mắt, kim mang hiện lên khắp bốn phía xung quanh, phủ lấy thân thể của gã. Ngay sau đó hai mắt Hồng Phát Nam Tử lộ ra hồng mang, hai tay của ông ta liền điểm liên tiếp. Lại có mấy tu sĩ bay lên, sau khi bị dung hợp phân thức lại bị kim mang bao vây. Thảm trạng bên ngoài giống hệt tu sĩ trước kia, huyết nhục mơ hồ. Vương Lâm âm thầm kinh hãi, lúc này lại vừa có một tu sĩ bị Hồng Phát Nam Tử cách không bắt lấy. Người này lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh liền lộ ra một tia ngoan độc. Hai tay kẻ này đột nhiên biến đổi pháp quyết, thân thể trở nên hư ảo, không ngờ lại biến mất, sau đó xuất hiện cách đó ngoài 10 trượng. Gã vừa mới xuất hiện liền xé rách không gian, thân thể vọt đi. Hồng Phát Nam Tử mắt lộ ra hàn mang, không thèm ngăn cản, khóe miệng chỉ nở một nụ cười lạnh. Tay phải ông ta điểm lên mi tâm một cái, trong miệng nói khẽ: "Máu!" Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt tu sĩ kia tiến vào khe không gian, đột nhiên thân thể nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Một đạo phân thức màu tử hồng lập tức xuất hiện, nhanh chóng bay về quang mạc bên ngoài thân thể của Hồng Phát Nam Tử, cùng với những phân thức kia đánh phá. Hai mắt Hồng Phát Nam Tử lóe lên, đôi tay đột nhiên mở ra, quát khẽ một tiếng, chụp một trảo vào hư không. Hơn 100 thân thể tu sĩ ma hóa liền bay lên. Trên mặt đám người này lộ ra vẻ sợ hãi và bất lực, thân sắc hoàn toàn khác với đám người còn lại đang thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ bay tới ngũ thải quang mạc, trong nháy mắt liền bị phân thức nhập thể, kết quả lại giống hệt như những người trước đó. Nhờ hơn 100 người này hấp thụ, phân thức bên ngoài ngũ thải quang mạc đã ít đi non nữa. Chẳng qua lúc này quang mạc đã không còn chắc chắn như lúc đầu, bắt đầu rung động, tựa hồ có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Hồng Phát Nam Tử chẳng nói một lời, hai tay lại chụp một cái nữa. Lúc này hơn 300 người bị ông ta tóm được, đột nhiên trong đó có 8 người nhanh chóng dùng các loại thần thông thoát ra, chạy ra xa, xé rách không gian chui vào. Cùng lúc đó trên mặt đất có 4 người nhảy lên, phá mở khe không gian, thân thể nhanh chóng tiến vào, lóe lên rồi biến mất. Nụ cười lạnh trên khóe miệng Hồng Phát Nam Tử ngày càng tăng. Ông ta không giết những kẻ này giống như tu sĩ trước đó, mà chỉ liếc một cái rồi bỏ qua. Đối với ông ta mà nói giết họ quá dễ dàng, nhưng mà phân thức trong những người này quay lại sẽ tạo nên ảnh hưởng không nhỏ đối với ngũ hải quang mạc của ông ta, Vì vậy đối với ông ta, giết những kẻ này không cần phải vội. Hết tập 38 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.